chúng ta đang đến với hai đội, đó là khu phố Hà Nam và khu phố Bình. Và đây đang là set thi đấu thứ nhất giữa hai đội Long Hải Nam và Long Bình. Và tỷ số lúc này đang là 20-19. Long Hải Nam chơi cửa luôn dễ loại chưa? Hai đội đang có số điểm rất là sát sao nhỉ. Điểm cho Long Hải Nam 22 20 20 và Long Hải Nam. Đánh bóng ra ngoài. Đánh bóng tốt. Điểm cho Long Bình. Ba đều nha. Căng đấy. Rất là căng. Thank you.
chiều cầu số 4 nó không làm cái nữa. Đúng luôn. Chiều số 4 không làm cái nữa đủ. Tôi chưa ăn quá chết. Đó đi. Kết thúc set thi đấu thứ nhất, Nam Hải Nam đang tạm dẫn trước với tỷ số là 27-25. Bây giờ chúng ta tạm nghỉ ít phút rồi đấu với set thi đấu thứ hai giữa hai đội đó là đội tuyển Long Hải Nam và Long Bình. Bây giờ ta tới với set thi đấu thứ hai giữa hai đội tuyển khu phố Long Bình và khu phố Long Hải Nam. Và xét trận đấu thứ hai thì khu phố Long Hải Nam ở bên phía màn ảnh nhỏ tay phải màn nhỏ các bạn nhé, và khu Long Bình ở bên tay trái màn ảnh nhỏ của các bạn. Và xét trận đấu thứ hai đã bắt đầu rồi. Rồi, đẹp bóng tốt biến cho Long Hải Nam. Đập bóng tốt. 2-0 cho Long Hải Nam. Phát bóng ra ngoài, 1-2 cho khu phố Long Bình. Hay lắm. 3-1 cho Long Hải Nam. Hay quá. 2-3 cho Long Bình. Phát bóng không quá lớn đến với Long Bình. Xin lỗi, điểm cho Long Hải Nam là 4-2. Đập bóng ra ngoài, điểm cho Long Hải Nam 5-2. Đúng rồi, lộn gì nữa. Bỏ bóng tốt, điểm là Long Bình 3-5. Đập bóng tốt, điểm là Long Hải Nam 6-3. Rồi, bỏ bóng tốt, điểm cho Long Hải Nam 7-3. Tốt quá. Đánh bóng không phải lưới, điểm cho Long Bình 4-7. Là bóng tốt, điểm là Long Hải Nam 8-4.
tốt quá. Điểm Lòng Hải Nam 9 4. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Long Bình 5-9. Long Bình thay người. Số 3 ra sân và số 9 vào sân. Trận đấu lại tiếp tục. Đảm bóng tốt. 10. 5. Tốt quá. Mười một năm. Rồi. Điểm cho Long Bình 6-11. Điểm cho Long Bình 7-11. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Long Hải Nam 12. Tốt quá. Tám mười hai cho Long Bình. Điểm Long Hải Nam 13-8. Tốt quá. Đánh bóng không có lưới đến với Long Bình 9-14. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Điểm cho Long Bình. Long Bình xin hỏi ý lần thứ nhất của xét thi đấu thứ hai nha. Đã hội ý xong, tiếp tục vào xét thi đấu thứ hai. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Long Bình. 13-17. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Long Bình. 18-13. Long Bình chắc nhiều đi. Bỏ bóng tốt, điểm cho Long Bình 14-18. Hay quá. Bóng ra ngoài, điểm là Long Hải Nam 19-14. Tốt quá. Vẫn còn. Bóng ra ngoài. 20-14. Phát bóng tốt. Điểm bên Long Hải Nam 21-14. Phát bóng không qua lưới. 15-21. Bóng tốt. Điểm cho Long Bình. Điểm cho Long Hải Nam 22-15.
Trọng tài xác định là phát bóng lại. Ông vậy bài hả? Phát lại là chắc anh đó. Tốt quá. Điểm là Long Hải Nam 23-15. Điểm cuối cùng. Phát bóng không qua lưới. 16-23. Bóng ăn trực tiếp 17-23. Hello. Tập bóng tốt. Đánh bóng không qua lưới. Điểm cho Long Bình 18-24. Rồi. Khép lại set thi đấu thứ hai, Long Hải Nam đã thắng. Và với tỷ số này thì Long Hải Nam đã chiến thắng thi đấu này với tỷ số là 2-0. Chúng tôi xin phép được khép lại cái buổi ghi hình tại khu phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu với hai đội tuyển Long Hải Nam và Long Bình ở đây. Cảm ơn cô chú, quý chị và các bạn đã theo dõi nha. Chúng ta hãy đăng ký kênh để cập nhật các thông tin mới nhất từ kênh Đăng Thang Sông Cầu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.